Thời tiết thuận lợi, các tỉnh thành khu vực miền Trung thu hút lượng lớn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tại thành phố Đà Nẵng, có nhiều hoạt động du xuân như không gian Đà Nẵng Tết xưa và nay, trải nghiệm các hoạt động múa lân sư rồng, khai bút đầu xuân, treo dây nguyện ước, hái lộc đầu năm, đập niêu đất ở lễ hội đền thần tài, thu hút người dân du khách. Bên cạnh đó, liên tiếp tổ chức đón nhiều đoàn du khách quốc tế dịp đầu năm mới. Ước tính tổng lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 227.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 167.454 lượt. Khách quốc tế, chủ yếu là Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, ước đạt 59.285 lượt. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, du khách nườm nượp tham quan các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, thưởng thức một số hoạt động cung đình như lễ đổi gác, ca Huế. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lượng khách đến Huế tham quan ngày mùng 5 Tết dự kiến trên 1 vạn. Riêng khu di sản Huế trong 4 ngày Tết đã đón 92.613 khách tham quan. Lượng du khách lưu trú tại Huế tăng khoảng 150% so với Tết năm 2022. Tại tỉnh Hà Tĩnh, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc có rất đông du khách thập phương đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong và tham quan nơi đây. Ông Trần Đình Ước, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc cho biết, ngày cao điểm đông nhất có trên 3.000 lượt khách. Dự kiến từ nay đến sau rằm tháng Giêng, khu di tích sẽ tiếp tục đón thêm hàng chục ngàn lượt du khách nữa. Còn tại tỉnh Bình Định, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết có hơn 32.000 lượt người dân du khách đến Bảo tàng Vua Quang Trung Nguyễn Huệ dịp đầu xuân 2023 để tham quan, trải lộc đầu năm và dự lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Phần hội diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, tức 26-27 tháng 1 dương lịch, gồm các hoạt động vui chơi trải hội, rước lộc như hội đánh bài chòi dân gian, hội thi kéo co, đẩy gậy, biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn tuồng, ca kịch bài chòi, rước lộc từ diễn cổ.